ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់វ៉ាន់សាយដល់ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកពីគន្លឹះបូកលេខឲ្យបានលឿនពីឆ្វេងទៅស្ដាំដោយយើងអាចធ្វើការកត់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនចាំបាច់ប្រើប៊ិចឬក៏ក្រដាសយកមកសរសេរដើម្បីគណនាឡើយ ឥឡូវខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍យកមកអនុវត្តតែម្ដងគឺលេខ 39 + 53 អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើយើងបូកបែបណាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដែលយើងអាចគិតនៅក្នុងចិត្តបាន អញ្ចឹងយើងយក 39 + 53 ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលគឺយើងត្រូវបំបែក លេខត្រូវបំបែកលេខទាំងពីរនេះឲ្យវាទៅជាលក្ខណៈងាយស្រួល យើងអាចបំបែកខ្ទង់ខាងលើនេះក៏បាន យើងអាចបំបែកខ្ទង់ខាងក្រោមនេះក៏បាន ប៉ុន្តែនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការបំបែកខ្ទង់ខាងក្រោមនេះ អញ្ចឹងលេខ 53 នេះដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួល គឺយើងត្រូវបំបែកវាទៅជា 50 + នឹង 3 អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា 53 វាស្មើនឹង 50 + 3 ហើយបន្ទាប់មកយើងយក 39 នេះយកទៅបូក 50 ហើយទើបយើងបូកនឹង 3 អញ្ចឹង 39 + 50 យើងបាន 89 រួចយើងបូកនឹង 3 ទៀតមក អញ្ចឹងយើងបាន 92 ដូច្នេះចម្លើយរបស់វា 92 ឧទាហរណ៍យើងមិនចាំបាច់សរសេរទេ យើងដឹងថា 39 + នឹង 50 គឺ 89 89 + នឹង 3 គឺ 92 នេះសម្រាប់យើងគិតនៅក្នុងចិត្ត ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតវិញម្ដង យើង 67 + នឹង 48 យើងបំបែកលេខ 48 នេះទៅជាលេខ 40 + នឹង 3 បូក នឹង 8 មក យើងបាន 62 សំទោស 67 បូក នឹង 40 បូក នឹង 8 អញ្ចឹង 67 បូក នឹង 40 ស្មើ 107 បូក នឹង 8 មក យើងបាន 115 ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់មួយទៀត 67 + នឹង 49 អញ្ចឹងយើងបំបែក 49 នេះឲ្យមានភាពងាយស្រួលមក លើកនេះខ្ញុំបំបែកលេខ 49 នេះទៅជា 50.1 វិញម្ដង ដោយសារតែ 50.1 វាងាយស្រួលជាង 40 + នឹង 9 ព្រោះវាខ្វះតែ1ទៀត 50 នៅពេលដែលយើងបំបែករួចហើយគឺយើងយក 67 នេះ + នឹង 50 មកយើងបាន 67 + 50 រួចយើងដក 1 ចេញវិញដូច្នេះ 67 + នឹង 50 បាន 117 ដក 1 ចេញវិញមកគឺស្មើ 116 អញ្ចឹងបើយើងគិតឲ្យខ្លីយើងគាត់តែយក 67 + នឹង 50 មកវាបាន 117 + 1 ចេញវិញ 116 គឺមានភាពលឿន ឥឡូវយើងមកមើលពីឧទាហរណ៍វិញម្ដង សម្រាប់ការអនុវត្ត 76 + 45 82 + 29 54 + 38 94 + នឹង 47 ឥឡូវយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាយើងបាន 76 + ឲ្យ 45 អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចយក 76 + ឲ្យ 50.5 វិញក៏បាន យើងយក 76 + ឲ្យ 45 + ឲ្យ 40 ហើយ + ឲ្យ 5 ក៏បាន ឬក៏យើងយក 80 + 45 បន្តមក + 4 វិញចឹងក៏បាន ឥឡូវខ្ញុំសាកយក តម្លើងអានេះទៅជា 80 76 នេះវាស្មើនឹង 80.4 អញ្ចឹងយើងបាន 80 +
sai pram vi sma nâng mùi rối mập hai pram rúa chương đỏ buồn chảnh vĩnh vì nó xó mùi rối mập hai mùi xâm nay ở lấy đi vĩnh nhằm dô phát sắp phí bột nâng xàm sắp hai đỏ mùi chân dương bán phát sắp phí bột nâng xàm sắp sma mùi rối đọc phí rồi đọc phí đỏ mùi vì nó xó mùi rối đọc mùi hãy lấy lệch đi huynh mà đó, 24 bột nâng xàm sập rạm bấy. Nhiệm vô 24 bột nâng xài sập. Chẳng vì bạn ăn cao sập 4. Rút chìm đỏ nâng phì chân vĩnh vì mà nâng cao sập phì. Hãy lấy chỗ đó ưu tiên hòa lệch trong khỏi ní. Cao sập 4 bột nâng xài sập rạm phí. Chẳng nhóm xa là bọn vô. Cao sập 4 ní nhóm ai ta lặng vì ta chìm rối. Chẳng mà rồi bột nâng xài sập rạm phí, vì ta chia mà rồi xài sập rạm phí. Tại sao cái này vì ta mà rồi vì qua rạm muối, chẳng nên ta đọc một muối chẳng vĩnh. Cao sập mà rồi bột nâng xài sập rạm phí, mà rồi xài sập phí, mà rồi xài sập rạm phí. Rồi khi nhầm đọc rạm muối chẳng, vì nó xóa mà rồi xài sập muối. Hãy lấy dân châu từ ca ăn ủng vọt, lấy đàm miệng bấy tông vinh mà đó. Cứ pram mùi rồi chất sập pram bấy, bột ỏi pram rồi cao sập pram. Chẳng ca ăn ủng vọt nâu ta pra vị trí xa nạ đá, rồn ta vị tràn cực tôn chiêng môn bản tích. Hãy lấy dương ban pram mùi rồi chất sập pram bấy, bột nâng buồn rồi cao sập pram. Hãy buồn rồi cao sập pram nít nhóm chong bản thai vì ai tự chìa pram rồi. Hãy nhóm đọc pram chân vệnh, rồi vì miền phiếp nghỉ trù chiến. Buồn rối bột cao sắp bột nâng pram. Chẳng dân bàn pram rồi đọc pram hay. Lệch buồn rồi cao sắp pram ní. Rút dân bột vô tay một đòn mà. Dân bàn pram mùi rồi chất sắp pram bấy bột nâng pram rồi. Sma mùi quán mùi rồi chất sắp pram bấy. Rút dân đọc pram bình mà. Sma mùi quán mùi. Mùi rồi chất sập rạm. Ờ, xong tốt mùi quán mùi rồi chất sập bầy. Đến chung lại bảo vệ quý mùi quán mùi rồi chất sập bầy. Hãy lấy dân cho ta ăn vật. Ủa tì hò mùi tiếng. Rạm rồi sàn sập rạm phí. Bột nắng bầy rồi sàn sập rạm. Chẳng bầy rồi sàn sập rạm nế dương bầm bầy về ta chìa. Bầy rồi bột nâng xài pram, đưa vào bầy rồi bột nâng xài sắp bột nâng pram đó. Và tại đây xa trình lọt tôi. Nhưng mình chăm bạch sẽ xế bầy rồi bột nâng xài sắp bột nâng pram tiết tế. Mình sẽ xế trăm bầy rồi bột nâng xài sắp pram thẳng đo. Tiếng như chấp đam ảnh vọt mó. Pram rồi xàm sắp pram phí. Bột nâng bầy rồi. Nhưng bán pram bầy rồi xàm sắp pram phí. Rồi dân bột nâng xài pram thay một đòn mó. Rứ có dân ảnh vậy thả. Pram bầy rồi xàm sập pram phí. Bột nâng xài sắp chấn dân bán. Pram bầy rồi chất sập pram phí. Hay bột nâng pram tiệt mó. Dân bán. Pram bầy rồi phát sập phí. Chấn xung lại được bảo vệ cứ pram bầy rồi phát sập phí. Hãy lấy dương chấp đàm một anh vọt ở tìa hò dương quỳnh mà đó. Chẳng dương miên lệ pram pi rồi hạ sập pram muối bầy rồi xài sập bột bầy rồi xài sập pram pram buôn rồi xàm pram bột pi rồi chất sập buôn bầy rồi chất sập pi bột pram rồi phạt sập buôn mùi rồi cao sập ra muối, bột ra mùi rồi đọc ra phí. Lấy dân ăn vật thằng ọc ní. Ra phí rồi hạ sập ra muối. Dân bộng bài viêm bột ỏi nâng bầy rồi sần mó. Vì ta chia mùi quán hạ sập ra muối. Rút bột nâng xài phám dân bán mùi quán mùi rồi mùi. Lấy dân bột lấy nâng tổng một tố. Ra buồn rồi xàm phám. Bột nâng phì rồi sần mỏ, dân bán 1.135.
dương bột nâng chất sập tiết máu dương bán một quán vì rồi rám ấy dương bột nâng buồn tiết máu dương bán một quán vì rồi rám buồn lấy dương sâu màu lấy bật tóa bày rồi chất sập phí bột nâng rám rồi phải sập buồn chứ dương vô bày rồi chất sập phí bột nâng rám rồi máu vì bán rám bày rồi chất sập phí rằm bầy rồi chất sập phí bột nâng phạt sập vì bán rằm buồn rồi hà sập phí bột buồn tiết rằm buồn rồi hà sập rằm mùi hãy lấy cho một hồ lấy trong cõi kế mùi rồi cao sập rằm mùi bột rằm mùi rồi đập rằm phí đâm bầy ở miền kiếp nghỉ xuống lấy nó dành tờ lãng tới chiếc phí rồi thèm đoàn tới làm hai đỏ buồn vánh chẳng bán phí rồi bục phạm mùi rồi đọc phạm phí mà nâng phạm bầy rồi đọc phạm phí rồi đọc bốn nợ xó phạm bầy rồi đọc bầy chẳng còn lương này cả bục lệch bị truyền từ sự đàm ní cứ miền tại phần này hãy bật sân chỉ dưỡng chọn ỏi cả kết lệch bỏ dưỡng bàn lò bàn lướn vì dưỡng trời riêng ăn ở vọt ưu tiên họp xem bằng thảm tiết tới hay chúng có cả bột lấy bị chuyển từ đám này khi bình bình như giống bột nó còn chất mềm mềm bột nó lực rất đa chúng có cả bột lấy nó lực rất đa cứ dương ai kiện nghĩa bột bị đám từ chuyển tam thoảng đá đã dừng lộ biển chúng xong ở khốn xong chúng bị lì.